chào mọi người. Và hôm nay thì Trang đang đứng ở chỗ cái đơn hàng ở Đài Loan nè. Và hôm nay thì Trang sẽ đang kiểm tra và số đai, số kiện và các sản phẩm mà để vận chuyển qua bên Đài Loan. Bây giờ thì sẽ từ Phan Thiết lên Sài Gòn và sẽ chuyển qua container để qua bên Đài Loan ha. Và bây giờ thì Trang sẽ giới thiệu cho mọi người về quá trình mà vận chuyển đơn hàng nó như thế nào ha, và mọi người cùng theo Trang nhé.